một bé. Mình là Linh đây. Ô này. Đúng rồi. Ui nhẹ nhàng hai 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 xác em ạ. Đùa. Rồi hôm nay chúng ta sẽ trở lại cùng gọi là một em vũ khí nữa cũng thuộc trong dòng giống của bộ xương khủng long hóa thạch RPK Bone. Thực sự ra mà nói thì cái đặc trưng nhất của dòng súng này đó chính là nó sẽ lấy từ bộ bất kỳ. Ui, mình đã để dành con nháy kia rồi. Ui, xong rồi. Nó sẽ lấy xương của bộ là một phần bất kỳ của con khủng long, nó sẽ ghép vào thành một khẩu súng. Và thực sự ra mà nói thì nó không có nhiều thứ để mà nói ấy, ở trong cái về cái khả năng của cái dòng hóa thạch này. Thực sự nó là vậy. Bởi vì là ui ôi. Quá hai thằng đấy cho nó dí mà mồm sợ thật chứ. Em hình dung là cái này thì dù có đủ bộ combo gọi là 4 món hay 5 món đi chăng nữa thì nó vẫn vậy thôi, nó như những vũ khí bình thường. Nó không có hiệu ứng. Đấy là cái điều mà mình thực sự rất là tiếc ở bộ này. RPK này mình phải nói thật với anh em là nó không khác gì RG khổ RPK GP các bạn. Ôi. Em để quả đấy, viên cuối cùng mà mình bắn một phát chết hai con không? 750 máu vào đầu. Quả đấy hay ảo nhỉ. Được cái khẩu mà mạnh nhất của dòng hóa thạch này thì chỉ có thể là khẩu Python thôi anh em. Còn những khẩu súng còn lại nó rất là yếu. Thật sự là mình không muốn chê đâu nhưng mà đấy là sự thật anh em, mình không thể phủ định được nó được. Ok. Đấy, thay đạn rất là chậm. Và bữa nay thì mình đang cố gắng cầm theo gọi là dìu hóa thạch, gọi là để cho em ấy một cơ hội nữa. Ôi ôi. Ủa, có bóng ma tao thì mình không để ý đâu. Thôi rồi, sao, hay bảo sao. Ok, anh em cảm nhận thế nào? Số lượng đạn của nó được tăng thêm một chút là được thành 150 viên. Nó cũng, mình nghĩ là nó cũng ngang ngang với RPKS anh em ạ. Cái khẩu RPK mà anh em có thể quay ở trong. Ôi, thôi sao mặt rồi. quay ở trong kho bạc em nhá. Thì nó cũng chỉ vậy thôi. Nay mình nói cho mình chơi để cho nó đủ bộ combo của nó thôi. Chứ còn hình như là vẫn còn vũ khí nữa anh em ạ. Đó chính là AR-M4. M4 hay AR nhỉ? M4 hình như là M4. M4 hóa thạch. Khẩu đấy thì nó cũng bắn như bình thường thôi à. Nó không có khả năng cận chiến đâu. Đây nhìn nó như này. Em có cảm giác là hai cái càng ấy. Cái càng của cái khẩu súng này nhìn như kiểu hai cái tăm không? Có khi nào nó làm từ kiểu gọi là xương xương gì mà nó nhọn nhất nhỉ? Xương xương xương, xương đít à? Nhiều khi nhiều anh em gầy gầy xong rồi tao bị trêu là đít nhọn thì đây là đúng kiểu là mấy con khủng long nó còi sơn sinh dưỡng thì nó tạo ra khẩu súng này. Đấy, anh em thấy cái càng nó nhọn nát không? Bắn nó yếu lắm, thật sự là bắn nó rất là yếu. Nhưng mà đặc trưng ở trong RPK ở trong truy kích ấy, thì ui ôi mất to cái thanh này, không hiểu vì sao luôn. Đó chính là cái nó khá là dễ bắn so với như tựa game khác, tựa game bắn súng khác. Và khi mà nảy vào đầu nó rất là đau, thực sự là bắn nó nảy vào đầu nó thấm cực kỳ luôn. Quả đấy nó bình thường anh em bắn vào người thì mất khoảng hơn 100 máu rồi, mà vào đầu thì phải đến 600-700 máu. Thế là khuyến khích anh em mà cố gắng bắn thế nào thì bắn cứ nhắm vào đầu, mà từ gọi là nhắm thế nào đạn cho nó đạn nhảy vào đầu ấy thì khẩu này nó sẽ rất là mạnh. Dòng RPK thì mình nghĩ ấn tượng nhất thì chắc là chỉ có RPK Elite thôi, chứ còn về còn những cái còn lại thì nó cứ là tà tà như nhau em ạ. Không có điểm gì để mà đáng chú ý cả. Rồi anh em xem thì đừng quên like của mình nhé. Ủa, xin, nhưng mà được cái là cầm cái này sấy cũng sướng. Bắn mấy người cũng hay, nói chung là dòng này bắn người thì anh em chơi đi đấu rank ấy, mình thấy khẩu này đấu rank cũng khá là hợp lý. Em cầm đi sấy với bởi vì nó headshot thì auto chết mà khẩu này nó kiểu trong dòng súng máy nó còn dễ bắn nữa, nên là mình nghĩ là anh em chơi đấu rank thì còn tận dụng được thôi, chứ còn đấu zombie thì mình nghĩ là không nên. Thẩm du thì cũng chả nên cầm ấy, bởi nó rất là yếu, khó cay được ấy. Ôi, 700 cuối game thì được 700. Ui qua đấy. Mình cứ tưởng thằng kia nó bắn cùng mình mà nó chạy mố mất rồi. Má, đồng đội như què, còn què vậy. Đó, đó là những cái thứ mà mình
là kể ra nói chung là anh em nên trả thử trải nghiệm, nếu mà có điều kiện mà được trải nghiệm ấy thì mới cảm nhận rõ được, chứ còn thứ mình nói thì nó cũng không hẳn là 100% chính xác, kiểu thế chỉ là cảm nhận của mình thôi. Ồ, thật nhìn rõ đẹp, sao nó yếu thế chứ lại. Khẩu nào nó cũng được ngon, nhưng khẩu bí thôn cũng phải ngon. Tại sao nó ra làm ra cái bộ combo này làm gì nhỉ? Úi giời. À, mình phát hiện ra là anh em cứ nhằm vào gọi là véo nhưng mà ngực cái con xà nữ thì em sẽ nó sẽ nhảy lên đầu. Bắn truy kích ban đầu này bây giờ mới biết được cái gọi là thủ thuật bắn RPK. Kiểu đồ giật của nó khá là trùng khớp không? Anh em cứ nhằm vào ngực nó nhảy lên đầu mà. Nãy giờ nhưng mình không biết là mình được kill nào chưa nữa. Cố gắng em ạ, cố gắng sấy khi còn có thể thôi. Chế được con nào thì được. Ui dồi ôi. Cho em một mạng anh ơi, sắp hết đạn rồi. Nó nhằm mình. Sắp mặt luôn rồi, khổ thật gì. Cái dòng, mình thấy cái dòng RPK là cái dòng mà nhiều số vũ, nó nhiều loại nhất quả đất mà thực sự loại nào nó cũng yếu chứ nhau cả. Ô thôi, nó bị chém chết luôn kìa. Thật ra rất là mong bọn Khựa nó về sau nó làm vũ khí mà làm về RPK thì làm cho em mạnh hẳn tí, chẳng hạn như G-VIP RPK. Ui dồi. G-VIP RPK chẳng hạn, đấy. Thế nó có phải khác bọt không? Chứ cứ cứ như kiểu này thì nó... Anh em còn nhớ cái khẩu RPK mà Violet, cái khẩu màu tím tím ấy. Đó, xong rồi khẩu RPKS. Thực sự là mấy cái khẩu đấy thì nó kể ra thì nó chả ra khác gì nhau đúng không? Thay đổi mỗi hình dáng rồi, thay thành khẩu súng mới. Này, nói thật là nó quá là hút máu thật. Kể ra nó hút máu thì hút nhưng mà phải nó mạnh. Ôi, mình đứng trước mặt con giò nó. Mình đấy từ đầu trận đến giờ là mình chưa được làm heo phát nào đâu, cứ gần 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 làm heo là y như là một không chết ngu đấy là chết cái theo kiểu là what the fuck. Ok một bé không hiểu cái gì luôn. Đấy, đấy, đấy. Mày ui chết luôn kìa. Mày ui mình tưởng là được thằng nữa thì ngon rồi. Còn khẩu M4A1 hóa thành nữa thì chắc mình để sau thôi. Khẩu đấy thì nó cũng không có điểm gì hot lắm nên là mình cứ để từ từ nhá. Mình sẽ bởi vì đợt này bọn Khựa nó làm nhiều vũ khí mới lắm nên là mình sẽ tìm hiểu bên vũ khí Khựa trước. Xong rồi trong cái bản cập nhật này còn vũ khí nào mình chưa chơi, còn đúng là con chảo đúng không? Còn cái chảo mình chưa chơi mà thì mình sẽ chơi nốt. Ok. Rồi cái khẩu M4 đấy chắc mình chờ cuối cùng đi. Mình nghĩ mình nên nên bắn người thì hơn. Bắn đi đấy thì thảo bắn kiểu hứng hứng lên bắn đi một đoạn nhìn có vẻ hay phết. Ui trong chuồng kìa một bé, quả này mà nó không biết khuất lên nổi mấy kill nhỉ. Ui toàn bị kẽ thôi, thực sự là nó không thể đánh bắn nổi chú, cạnh tranh ở bạn súng của chúng nó. Ui bắn như thế mà bị kẽ kìa, má mày khốn nạn vừa tôi chứ. Mày tôn trọng thằng bắn RPK tí đi, rồi tôn trọng súng mới. Ui má, giật mình. Đó, double kill rồi anh em ơi. Hết một băng đạn mà rõ là mang 150 viên mà được 2 kill. Đủ thất vọng quá vậy chưa. Đấy, Pito bắn như thế này. Ui, 5 kill luôn kìa. Ui, cái ra mà để cho mình bắn không, có phải là... Bắn khẩu Pito không khi lên top lâu rồi. Chạy để chạy. Mấy em nhớ like nhá, và hôm nay cũng là ngày cuối cùng của buổi nghỉ lễ dài ngày rồi. Nên là chúng ta phải tận được hưởng nốt. Ây da, ghê gớm, mày qua đây. Ui, không, nó chặn đường, con bóng ma chặn đường mình. Ui dồi. Đây. Mày, ui. Lại bị két rồi, hôm nay ngày hơi đen anh em ạ. Ui, hôm nay là cuối tháng luôn.
Hôm nay là đầu tháng mà, đầu tháng mà nó đen như này á. Ui ôi sao. Ui dồi. Đủ anh. Mà nó không biết là nó đứng ở đợi mình hay là nó hồi sinh ở đấy nữa. Sợ thật. Đẹp quả này, quyết tâm làm hero này. À, phải giữ mạng quả này nữa. Ui không chết. Chạy đi bạn ơi, chạy đi, chạy đi. Mày đấy. Ui, ui dồi. Vẫn không đủ heo em bao giờ. Hôm nay cũng không ngửi đến mùi heo như nào. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Anh em xem được quên cho mình cảm nhận về vũ khí này. Yeah, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ.